Tôi cũng vừa mới đi làm về, đi dạy cả tối nữa. Hôm nay là mùng 1 tháng 4. Hôm nay là mùng 1 tháng 4, bây giờ là 21 giờ 21 phút. Đấy, các bạn có nhìn thấy số 1 và April không ạ? April tháng 4. Hôm nay là mùng 1 tháng 4 và cũng đi làm doanh nghiệp về thì cũng có một cái video muốn trao đổi, muốn chia sẻ với mọi người. Thế thì cái chủ đề hôm nay, cái video này tôi nói về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, là về chủ đề kỹ năng thiết lập cái chỉ số bán hàng, doanh số dành cho cái phòng kinh doanh, các bộ phận. Chúng ta hay gọi tắt là KPI, Key Performance Indicators, tức là các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả. Hay gọi tiếng Anh là KPI đấy. Thiết lập KPI như thế nào cho phòng kinh doanh, trong năm, trong tháng, cho người, cho từng phòng. Đó. Các cái mục tiêu về doanh số bán hàng, được chưa ạ? Dành cho các sếp và quản lý đây. Thì cái video này thì chúng ta thấy rằng thông thường thì các giám đốc, các trưởng bộ phận, các cái giám đốc kinh doanh là sẽ hay thiết lập cái doanh số của năm, thiết lập doanh số của năm, sau đó là thiết lập doanh số của tháng, sau đó là thiết lập doanh số theo nhân viên, theo từng sản phẩm. Thế thì cái kinh nghiệm để thiết lập đó là chúng ta phải dựa trên lịch sử của năm cũ và theo lịch sử của tháng cũ. Thí dụ như 2023 chúng ta có 12 tháng doanh số như thế nào, từng tháng một, từng ngành hàng. Ví dụ như bạn bán nhiều ngành hàng, các bạn phải có một cái bảng Excel như vậy chi tiết. Thế xong năm 2024 bạn sẽ thiết lập mục tiêu tăng trưởng, ví dụ như tăng trưởng 1.5 hay là 1.7 hay 2 chấm hay là 1.3 tùy bạn. Nhưng cái mục tiêu tăng trưởng này phải đi kèm với các nguồn lực của doanh nghiệp, các nguồn lực nội bộ, cụ thể ở đây là tài chính, nhân sự, sản phẩm, thêm sản phẩm mới hay không, marketing truyền thông quảng cáo, chi ngân sách quảng cáo Facebook, Google, Zalo, TikTok, chi ngân sách cho các cái nhà phân phối, các chính sách bán hàng hỗ trợ, công nợ, rồi treo biển bảng, trade marketing, vân vân. Chúng ta phải làm rõ nhé, chứ không phải là cứ tăng trưởng năm ngoái là 10 tỷ, năm nay là cứ thế là 15 tỷ là được đấy, không. Chúng ta phải phân tích cái tình hình vĩ mô và tình hình của ngành hàng, tình hình của thị trường. Thí dụ như là đầu năm 2024, tính theo lịch dương là chúng ta hết quý 1 rồi. Tính theo lịch âm thì chúng ta gần hết 2 tháng âm lịch rồi. Thế thì chúng ta thấy rằng là kinh tế có dễ chịu với chúng ta hay không? Bán hàng có dễ chịu với chúng ta hay không? Doanh số có đạt mục tiêu chúng ta đề ra hay không? Thì tự doanh nghiệp của các anh chị biết, tự các giám đốc kinh doanh, những người làm kinh doanh biết, được chưa ạ? Tôi không ngồi với các anh chị nên tôi không biết được. Thì tí nữa tôi sẽ lấy một vài cái ví dụ mà doanh nghiệp tôi ngồi tôi biết. Đấy. Thế thì nhớ nhé, là mình đặt mục tiêu là phải đặt mục tiêu tăng trưởng năm mới dựa trên lịch sử và dựa trên kỳ vọng của doanh nghiệp. Đấy. Và cái kỳ vọng này nó phải có tính khả thi và đi kèm với nguồn lực để hỗ trợ. Thí dụ như là mình thêm thị trường mới, thêm nhân viên mới, thêm khách hàng mới, thêm sản phẩm mới. Đó, thêm cái chi phí marketing, thêm chiết khấu, mở rộng thị trường. Thì nó đi kèm, nó phải có nguồn lực về tài chính và nó phải có độ trễ về thời gian. Độ trễ có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc nhiều hơn. Chứ không thể nào tăng trưởng nóng, tăng trưởng gọi là vượt bậc được. Thế còn nếu mà tăng trưởng nóng, vượt bậc mà tăng trưởng được thì đòi hỏi chúng ta phải có tiền, phải có dòng tiền nhiều. Được chưa ạ? Đấy, và nhớ là tăng trưởng này cũng phải phân tích tình hình vĩ mô. Bình thường nó có thể tự động nó tăng trưởng 1.2, 1.3 được. Nhưng mà vĩ mô nó khó khăn, cạnh tranh nó ngày càng nhiều, đối thủ nó phá giá, vân vân. Rồi sự vươn lên mạnh mẽ của đối thủ, rồi sự xâm nhập ngành hàng của Trung Quốc, của các nước Đông Nam Á, rồi của vấn đề thuế quan. Thế chúng ta phải phân tích được hết những cái điều đó. Thì chúng ta thiết lập nó mới ok. Đấy, tôi kể cho các bạn câu chuyện có thật của cái hãng công ty tên là N. Đấy, viết tắt thôi. Vâng. Thế thì năm ngoái cái công ty này thì doanh số bán được khoảng 26 tỷ cho một cái sản phẩm A. 26 tỷ chia bình quân nhé. Cho 12 tháng thì mỗi tháng bán được khoảng hơn 2 tỷ một chút.
2 tỷ thì là 24 mà, đúng không? Khoảng chưa đến 2 tỷ rưỡi một tháng, chưa bình quân. Có tháng 1 tỷ, có tháng 2 tỷ, có tháng 3 tỷ. Đấy. Thế thì năm nay bạn sếp, bạn CEO ấy, là nói với tôi là thầy, bây giờ thầy lập kế hoạch cho em là kế hoạch kinh doanh năm nay là em muốn bán cái hãng A này, cái nhãn A này của em là em bán 52 tỷ, tức là x2 doanh số 52 tỷ. Rồi, em định bán thêm cái sản phẩm B. Sản phẩm B là chưa từng bán trên thị trường, thấy nó rất là triển vọng. Thầy lập kế hoạch cho em muốn bán khoảng 17 tỷ. Đấy, và cái hàng C em muốn bán khoảng 15 tỷ. Đấy. Cũng sản phẩm C này cũng chưa từng bán. Thế. Thế thì bây giờ thầy lập kế hoạch cho em làm nào để bán được. Thế thì tôi đã từ chối lập kế hoạch. Và tôi đã nói với bạn sale này là gì? Là nếu em muốn lập cái kế hoạch như thế này thì em nên tìm đơn vị khác. Trên thị trường có rất nhiều đơn vị họ sẽ lập kế hoạch cho em, phân bổ chi tiết theo tháng, theo phòng, theo thời gian, theo địa lý, phân bổ bằng Excel rất là dễ thôi. Tôi có thể làm cái này trong khoảng 1 giờ đồng hồ, tôi phân bổ rất là logic được, nhưng tôi không làm, tôi từ chối luôn. Thì tôi bảo là bây giờ cái nguồn lực, tại vì tôi tư vấn cho công ty nên tôi biết nguồn lực của công ty về cơ bản là không thay đổi, thậm chí còn rất là khó khăn, chật vật, tài chính bị thu hẹp, công nợ nhiều, không bán được hàng, nhân viên thì ra vào liên tục. Đấy. Và đặc biệt là vấn đề tình hình tài chính của doanh nghiệp là rất là khó khăn. Không có dòng tiền. Thế thì bây giờ không có dòng tiền mà lại làm thêm cái nhãn B, nhãn C nữa thì lấy đâu ra tiền mà nhập hàng? Mà nhập hàng thì nó còn phải có độ trễ nó về. Thế rồi muốn bán được thì phải tuyển nhân viên. Lấy đâu ra tiền mà trả lương cho nhân viên để bán hàng bây giờ? Đấy. Thế nên là tôi bảo là tôi từ chối. Và tôi nói thẳng luôn là đi thuê bên khác người ta làm. Thế thì các bạn sẽ thấy là bây giờ thầy đi làm tư vấn mà thầy lại lại không lập kế hoạch cho người ta. Đúng không? Thực ra thì cái việc mà lập kế hoạch nó không có khó gì với tôi cả. Lập kế hoạch nó không có khó, nó rất là đơn giản. Phân bổ nó rất là đơn giản, nhưng cái kế hoạch đấy, các cái KPI mục tiêu đấy nó có khả thi hay không? Nó có khả thi hay không? Thì thực sự là nó đòi hỏi mình phải có kinh nghiệm, đòi hỏi mình phải có chất xám và có logic. Đấy, thì bây giờ tôi chỉ quay lại với một cái chỉ số thôi là 52 tỷ cho cái nhãn hàng A, thực sự tôi nghĩ rằng là đã rất là khó rồi các bạn ạ. Đã rất là khó rồi. Tại vì x2 tăng trưởng 200% trong cái điều kiện năm 2024 như này là cực kỳ khó khăn. Đấy, không phải là không làm được, nhưng vào năm 2024 là một năm tôi đánh giá là kinh tế vĩ mô nó cơ bản giống 2023, nó không khởi sắc lắm, bán chật vật. Như vậy tôi nghĩ rằng đặt một cái mục tiêu khoảng tăng trưởng 1,5 lần hoặc là 150% tương đương là có thể hợp lý và khả thi. Thực ra doanh nghiệp nhỏ tăng gấp đôi không khó, nhưng nhớ rằng là phải quay lại với cái điều kiện là nó phải đi kèm với nguồn lực, nó phải đi kèm với nguồn lực. Đấy. Thế thì cái hãng N này, cái doanh nghiệp N này thì tôi đánh giá là có vấn đề. Đấy. Sếp có vấn đề về việc là thiết lập các chỉ số bay bổng, mơ tưởng hão huyền đấy, và không không thực tế. Thực sự là rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các giám đốc cứ hô hào, cứ vẽ bánh vẽ. Ngày trước tôi làm một cái đơn vị mà tập đoàn sản xuất cũng mấy cái nhà máy. Thế thì hiện nay họ đang bán bình quân khoảng 16 đến 18 tỷ một tháng. Thế anh giám đốc chiến lược vào bảo bây giờ Phan Anh làm thế nào Phan Anh bán cho anh lên 80 tỷ, 84 tỷ, gấp khoảng độ 5 lần. Đấy. Tại vì cái mục tại sao lại có cái con số 84 tỷ đấy? Bởi vì con số 84 tỷ là con số mà nó có thể bù đắp tất cả các loại chi phí, từ vay nóng rồi vay nặng lãi rồi mua bán nhà xưởng rồi trả lương nhân viên. Đấy, và có lãi vân vân. Thì tôi nói thật, về mặt tài chính thì tôi cũng lập ra được cái kế hoạch là bán được 84 tỷ thì hòa vốn, tôi làm được luôn. Nhưng mà bây giờ từ 16 đến 18 tỷ mỗi tháng bán lên được 84 tỷ không thể nào bán nổi.
Vấn đề của thị trường là gì? À, bây giờ mình bán ở miền Bắc, mình vào miền Nam không bán được vì vấn đề vận chuyển, chi phí vận chuyển rất cao. Thứ hai, nhân sự. Bây giờ tuyển một đống nhân sự về đi chạy, còn phải có thời gian nó mới hấp thụ, lại phải tốn một đống tiền. Xe cộ cho sale đi chạy, lại phải thuê, lại phải mua cho xe sale đi chạy, chi phí rất là cao. Đấy, rồi chạy quảng cáo. Đấy, rồi cho khách hàng công nợ, không chuẩn bị nổi. Rồi năng lực sản xuất, bây giờ bán 84 tỷ, năng lực sản xuất chạy không kịp, nguồn hàng ra không kịp, công nợ về nguồn nguyên liệu không thanh toán được, họ cắt nguyên liệu. Đấy, tăng trưởng nóng đến mức là doanh nghiệp không còn được cấp hàng nữa. Có đấy ạ, tôi đã làm rồi. Thế cho nên là tôi muốn làm cái video này, muốn nhấn mạnh là tăng trưởng ai cũng muốn, nhưng tăng trưởng hợp lý, tăng trưởng khả thi. Và cái con số ấy, đưa ra thì các bạn phải đi theo cái trường phái nào. Có những sếp đưa ra trường phái là leo cột mỡ, đúng không? Trên cao kia có phần quà, leo cột mỡ nó tuột xuống. Nhưng mà tôi thì đi theo cái quan điểm là mình đưa ra một con số, nó cũng gọi là thách thức một chút, nhưng nó phải khả thi. Thí dụ như bây giờ, chẳng hạn như năm ngoái bạn bán 26 tỷ, thì tôi nghĩ năm nay bạn bán lên khoảng 1.5 là cũng thách thức rồi. 1.5 bạn thêm khoảng 13 tỷ nữa thì bạn đặt cái mục tiêu khoảng 38 đến 40 tỷ năm nay là đẹp. Đấy, là mục tiêu đấy cũng là thách thức, bởi vì thông thường nó chỉ tăng trưởng mà dễ chấp nhận là khoảng 1.2 đến 1.3. Đấy, thì vẫn có phần thách thức, nhưng không thể nào leo cột mỡ là gì? Là 52 tỷ, là 60 tỷ được. Đấy, rất là khó. Mà đặc biệt là nhớ này, là phải đi kèm với các nguồn lực. Bây giờ như thế cần bao nhiêu sale, cần bao nhiêu tiền, dòng tiền quay mỗi tháng, cần bao nhiêu hàng, tồn kho bao nhiêu lâu, trong kho có bao nhiêu hàng. Bây giờ những cái doanh nghiệp yếu như này nhá, đặt hàng cái lại không có hàng, khách người ta đặt có 100 triệu, 200 triệu được lên đơn cái là đã thiếu 20-30 tiền hàng ngay, hết mã chưa về. Rất nhiều vấn đề các bạn ạ. Chứ không phải đơn giản là các bạn cứ gọi là thế là các bạn bán được đâu. Đấy. Thì đòi hỏi phải có sự tham gia của kế toán tài chính, của kho, của những người có liên quan. Chứ không phải là chỉ mỗi ông kinh doanh ông ấy muốn như thế, ông giám đốc ông muốn như thế là xong. Tôi đề nghị là anh em mà xem được những cái video này thì tham gia bình luận, tham gia nhắn tin gửi email cho tôi, nhắn tin Zalo tôi, trò chuyện hoặc là để lại ý kiến xem là cái ý kiến của tôi đúng hay là sai để chúng ta cùng nhau học hỏi. Đấy. Và sai lầm thì tôi thường thấy đấy là chúng ta tăng trưởng quá nhiều. Đấy, thí dụ như 26 tỷ bây giờ muốn lên 52 tỷ nó gọi là quá nhiều. Đấy, rồi thì tăng trưởng quá nhanh về mặt thời gian, thí dụ như là không để cái lộ trình, không để cái độ trễ, bục phát là phải lên luôn. Đấy, thí dụ như tháng trước 1 tỷ, bục phát tháng này phải muốn 3 tỷ. 3 tỷ lên được không? Lên được. Thế nhưng mà vấn đề là phải đợi có thời gian. Tăng lên là 1 tỷ này, 1 tỷ 2, 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 8 từ từ thôi. Nó không bị sốc và nhân viên nó không bị áp lực, hoặc là những cái người như là giám đốc, như là tôi đúng không ạ? Nó đỡ áp lực, nó đỡ áp lực. Chứ thực ra áp lực lắm. Không làm được thì cũng không nhận được lương đâu, hoặc là thu nhập cũng bị giảm vì mình thưởng thưởng mềm mà. Thế nhưng mà bản thân trong lòng nó cũng không vui các anh chị ạ. Rồi nó áp lực này, nghi ngờ tài năng lẫn nhau, nghi ngờ cái khả năng phát triển. Còn đương nhiên bây giờ các anh chị ở lên mạng, các anh chị thấy là rất các doanh nghiệp là tốc chiến tốc thắng, thần tốc. Nhưng mà thần tốc không cẩn thận gãy dòng tiền, sập tiệm, phá sản đấy ạ. Mà 2023, 2024 thị trường bất động sản dừng hẳn, rất nhiều doanh nghiệp bị bắt, rất nhiều chủ tịch bị bắt, không dễ dàng nha, làm cẩn thận giúp tôi. Rồi, đấy, không kiểm soát được dòng tiền, không kiểm soát được được cái nguồn lực của mình. Thế rồi đặt doanh số tháng cũng như vậy. Đặt doanh số tháng, bây giờ đang là tháng 3, mùng 1 tháng 4 phải đặt doanh số tháng 4. Thế doanh số tháng 4 thì làm thế nào đúng không? Cũng dựa vào lịch sử cùng kỳ của năm ngoái. Đấy, cũng dựa vào doanh số 1 đến 3 tháng trước đó. Mình đã đặt mục tiêu năm rồi nhưng mà trong cái tháng đó mình hoàn toàn có thể điều chỉnh lên hoặc xuống dựa trên thực tế. Thế còn mình đặt mục tiêu là 1.5, 2 chấm mình kéo xoẹt cái Excel là xong. Thế nhưng mà tháng trước nó không đạt, nó rất là thấp. Tháng này vẫn 2 chấm thì
khó, căng thẳng nhá. Đấy, và dựa vào các mục tiêu của năm, của tháng đã thiết lập trước nó, rồi từ đó điều chỉnh một cái con số mà cảm thấy là các bên đều thấy phù hợp. Tất nhiên vẫn có phần thách thức một chút thôi. Đừng bao giờ bắt nhân viên leo cột mỡ. Đấy, quan điểm của tôi là tôi không thích bắt nhân viên leo cột mỡ. Đấy, vì leo cột mỡ như vậy thì họ họ oải lắm, họ không làm được, đúng không? Họ không làm được thì rõ ràng là các bên sẽ nghi ngờ nhau. Các bên sẽ đánh giá là không có năng lực, với bên này áp lực lắm. Còn đương nhiên là doanh số bán hàng là quan trọng rồi. Chẳng có ở đâu nói doanh số bán hàng không quan trọng cả. Không làm được thì thay. Thế nhưng mà thay thì doanh nghiệp lớn họ mới có nguồn lực để họ thay. Còn doanh nghiệp nhỏ cứ thay ra thay vào 2 tháng, 3 tháng người ta mới bắt đầu quen việc, người ta bắt đầu mới có doanh số. Thì lại thay, thay thì mình thiệt thôi. Mình thiệt thôi. Nhá, phân bổ theo từng phòng kinh doanh, phân bổ theo từng nhân viên kinh doanh. Và cái quan trọng nhất của cái việc phân bổ này, cái quan trọng nhất ấy, đấy là làm thế nào để nhân viên kinh doanh đó đạt được cái doanh số mình đề ra, và làm thế nào để cái phòng kinh doanh đó đạt được cái doanh số mình đề ra. Phải gặp bao nhiêu khách hàng, tỷ lệ chốt là bao nhiêu phần trăm, phải chạy bao nhiêu tiền quảng cáo, đúng không ạ? Rồi phải gặp bao nhiêu nhà phân phối, phải tăng chiết khấu bao nhiêu phần trăm, phải hỗ trợ công nợ bao nhiêu tiền, phải cấp bao nhiêu xe, vân vân và mây mây. Chứ còn phân bổ cực kỳ dễ, phân bổ chẳng có gì khó cả. Rồi ai là người chịu trách nhiệm? Rồi cuối tháng doanh số không đạt, nhân viên kinh doanh méo mặt bảo em không có lương, em không có thưởng. Ok, công ty không trả lương, không trả thưởng. Thế nhưng tất cả mọi người đều bị tổn thất. Chứ không phải là có mỗi kinh doanh không được trả lương, không được trả thưởng là kinh doanh thiệt. Bởi vì tôi đã trả theo hiệu suất rồi. Công ty cũng thiệt. Công ty không đạt được, mọi người lo lắng, mọi người nghi ngờ, mọi người mệt mỏi. Thế nên là chúng ta đặt một cái con số khả thi, có một chút thử thách, và quan trọng là làm thế nào để nhân viên kinh doanh đạt được cái mức doanh số mà mình đã đề ra. Nhân viên kinh doanh phải có phương án kinh doanh, công ty phải có phương án kinh doanh cho nhân viên kinh doanh. Nếu bạn có kế hoạch bạn tự đạt được thì tốt, bạn làm đi theo ý của bạn, tôi không quan tâm. Còn nếu không đạt được thì bạn phải làm theo ý của tôi hoặc ý của cấp trên quản lý trực tiếp. Bởi vì mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, quan trọng là bắt được chuột. Bởi vì trong kinh doanh có rất nhiều người nói là chê là cái thằng này thằng kia, ông này ông kia không biết làm, rồi cách tiếp cận không hay ABC. Quan trọng là ai đem về doanh số. Đấy, đem về doanh số nha. Và mình phải đo lường theo dõi các thông số này hàng ngày. Bởi vì tôi nói này, doanh số ngày không đạt thì doanh số tuần không đạt, mà doanh số tuần không đạt thì doanh số tháng cũng sẽ không đạt. Đấy. Và doanh số của cá nhân không đạt thì doanh số của phòng sẽ không đạt. Cho nên phải theo dõi, phải bám sát, phải nhắc nhở, phải điều chỉnh, phải đốc thúc, phải kèm cặp, cái gì cũng phải như thế. Thì tôi đã vào những cái đội, rất nhiều đội kinh doanh ì, rồi nó cứ ngồi đấy, nó không biết làm gì cả. Vì nó quen cái kiểu là chỉ phục vụ bán hàng online thì bây giờ bắt bán hàng offline nó không chịu được. Nó không có kinh nghiệm, hoặc nó không chịu đi, hoặc là không có giải pháp, hỏi không trả lời, khó. Đấy. Đấy, một cái ví dụ của cái doanh nghiệp tên là G, đó, một thương hiệu viết tắt. Đấy. Rồi, thế thì bây giờ cái tháng 3, doanh số bán được tháng 3 năm 2023 bán được 1 tỷ 2. Thế đặt mục tiêu tháng 3 năm 2024 là 1 tỷ 9, tức là tăng 1,5 lần, lấy 1 tỷ 2 nhân với 1,5 nó sẽ ra khoảng 1 tỷ 9. Vâng. Thì thêm 50% là thêm 600 triệu nữa, nó lẻ lẻ một chút khoảng tỷ 9. Thế nhưng thực tế là tháng 3 năm 2024 thì chỉ bán được có 900 triệu. Đấy, đây tôi có những cái con số cho các bạn đây. Đây, 1 tỷ 9 bán được có 900 thôi. Đấy, bán được có 900 thôi. Thế bây giờ cái tháng 4 thì chủ doanh nghiệp muốn đặt mục tiêu là 2 tỷ. Trong khi đó về mặt lý thuyết là tháng 4 năm 2023 thì doanh nghiệp đã bán được, tháng 4 năm 2023 nhé, là doanh nghiệp đã bán được 1 tỷ rưỡi, nhân với 1,5 lên thì nó khoảng độ xấp xỉ 2,3 tỷ. Thì đã kéo Excel của năm đã thống nhất rồi, ok rồi. Thế nhưng vì là cái tháng 4
đang đặt mục tiêu 2 tỷ 3, tôi sợ rằng không đạt được. Thì tôi mới phải điều chỉnh cái tháng 4 năm 2024 là vì thế. Vì tôi dựa vào cái lịch sử của tháng 3, lịch sử của tháng 4 năm 2023 và tôi dựa vào lịch sử của tháng 2 và lịch sử của tháng 3 năm 2024 là bán rất kém. Thì tôi mới điều chỉnh. Là thôi bảo thôi bây giờ đặt mục tiêu bán khoảng 1 tỷ 7 thôi. Đấy. Thế nhưng mà doanh nghiệp rồi nhân viên kinh doanh đều không đồng ý bảo là phải bán 2 tỷ, 2 tỷ 2 trở lên. Thì ok, tôi điều chỉnh. Tôi kéo Excel tôi điều chỉnh. Nhanh lắm. Thế nhưng bây giờ trong cái tháng đó có những bạn nhân viên chỉ bán được 50, 60 triệu. Bây giờ điều chỉnh lên 2 tỷ chia ra, mỗi người phải bán tối thiểu 200, người bán tốt phải bán 200 rưỡi. Câu hỏi là làm thế nào cái người này bán từ 50 triệu, 60 triệu lên 200 triệu đây? Nhân viên không biết trả lời. Không biết trả lời. Không biết phải gặp bao nhiêu khách hàng. Khách hàng thì không có khách hàng ruột, không có khách hàng cam kết doanh số. Như đi câu luôn. Thế mới khoai. Thế thì ở đây nó không có đúng, nó cũng không có sai. Tôi đặt 1 tỷ 7 cũng không đúng, mà bạn đặt 2 tỷ cũng không đúng, mà bạn đặt 2 tỷ 3 cũng chưa sai. Vấn đề là quan điểm tiếp cận này nó có đúng và nó có phù hợp hay không. Thì hết tháng chúng ta sẽ biết ai là người đúng, ai là người sai. Đấy. Thế bây giờ bán, ví dụ như hết tháng bán được 2 tỷ thì chứng tỏ là ông Phan Anh đặt 1 tỷ 7 là ông Phan Anh sợ hãi rồi. Thế nhưng hết tháng mà lại bán được có 1 tỷ rưỡi thì ông Phan Anh đúng rồi. Đúng không ạ? Đấy. Hết tháng bán 1 tỷ 7 thì cực kỳ đẹp. Đấy. Thì câu chuyện là như thế. Thế thì có những cái sale, để có những cái sếp lại cho rằng là để 2 tỷ hay 2 tỷ 3 đi. Nó thiếu thiếu là vừa. Thế nhưng mà như thế là toàn cho nhân viên leo cột mỡ thôi. Tại sao không đặt 1 tỷ 7 để và khiến nó đạt 1 tỷ 7, 1 tỷ 8, 2 tỷ đi. Mà lại cứ đặt 2 tỷ để nó đạt có 1 tỷ 8 thôi. Đấy là cái quan điểm, cách thức tiếp cận. Không có đúng, không có sai, chỉ có thị trường trả lời và sự phù hợp của doanh nghiệp. Đấy, còn quan điểm cá nhân của tôi, quan điểm cá nhân của tôi các bạn có thể tham khảo là mình nên đặt mục tiêu phù hợp và khả thi, có một chút thử thách. Ví dụ mình áng là có thể đạt được 1 tỷ rưỡi thì mình đặt lên khoảng tỷ 6, tỷ 7 thôi. Mình áng là tỷ 7, mình đặt lên tỷ 8 thì gì. Đấy. Thế còn tại sao tôi chọn tỷ 7? Bởi vì tháng vừa rồi bán có 900. Nên tôi áng là có thể nó sẽ đạt khoảng tỷ rưỡi, tỷ 6 là khả thi. Thì tôi đặt 1 tỷ 7. Đấy là tôi đang áng. Nhá. Có thể một tháng nữa tôi sẽ lại làm một cái video này. Tôi nói với các bạn xem là cái doanh số tháng này của tôi có đạt hay không. Thế thì bây giờ đạt thì phải có người đi. Phải có thêm chính sách, phải có thêm chiết khấu, phải có thêm xe cộ, phải có thêm chi phí. Thế mà thêm chi phí thì doanh nghiệp kêu rơi kêu đất lên. Nào thì tốn quá, nào thì không ra doanh số, thế này thì tôi chết nọ kia. Đấy. Đúng là không ra doanh số thì chết thật. Thế nhưng mà nó phải có thời gian. Đúng không ạ? Và nó phải dựa vào tình hình thực tế và tình hình vĩ mô. Đó. Ok. Thì đấy là cái video hôm nay tôi đã nói với các bạn là thiết lập mục tiêu doanh số bán hàng. Đấy, theo năm, theo tháng và cho các bộ phận của mình, cho các nhân viên của mình. Chúng ta hay gọi là thiết lập KPI doanh số đấy. Ok, và nếu như các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào, cái tranh luận nào thì xin vui lòng hãy để lại bình luận. Xin hay lòng hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0989 623 858. Nhắc lại 0989 623 888. Zalo cũng số này luôn. Email của tôi là fananhonline@gmail.com. Facebook của tôi là facebook.com/fananhonline. Các bạn có thể liên hệ với tôi hoặc gọi cho tôi nha. Vâng. Hy vọng chúng ta có thể trao đổi và giao lưu và học hỏi lẫn nhau nhiều hơn. Và xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Đang mùa hè rất nóng, tôi không bật điều hòa để cho nó yên tĩnh để thu âm cho các anh chị và các bạn, cũng không bật quạt nên nó sẽ hơi nóng một chút. Mọi người thấy tôi rất là tích cực. Hãy bấm like, thả tim và chia sẻ. Xin chào.